Chào 500 anh em YouTube. Hôm nay là đến với chuyên mục là làm quay blog 54 FI. Vì sao cái dòng xe FI này á, mình ít làm. Đầu tiên á, là khi làm những cái dòng xe FI á, nó sẽ phát sinh ra vấn đề về cảm biến ga. Nó sẽ dễ treo ga, nó dễ lớn ga anti, nó dễ mất ga anti. Nói chung là đủ thứ vào cái hồng xăng này hết. Thì khi mà các bạn làm zin á, là nó đã có nhiều vấn đề trục trặc xảy ra về cái hồng xăng và cái cảm biến. Giống như phần cơ mình làm đều đúng, nhưng mà khi mà cái cảm biến á, nó sẽ bị dợt rất là nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao mà tay ít sử dụng về 54 cho dòng xe quay blog đầu vuông này. Thì đầu vuông là sao thì anh em á, nhớ nha, là khi anh em thấy tay báo giá 54 làm 4,5 triệu á, anh em đừng có mê rẻ quá, mà anh em phải xác định trước là cái đầu bò mình nó hình vuông vậy, nó là máy đầu vuông, do nó là dân lớn 110 sẵn, đầu lòng vuông. Chứ còn ví dụ như mà 54 mà anh em thấy báo 4,5 triệu xong anh em chạy cái xe quay alpha nhỏ hoặc là mấy xe rim mà vô kêu làm 54 4,5 triệu là không phải. Hai dòng xe nó hoàn toàn khác nhau và hai cái máy nó khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em xe này là làm 54. Thì tại sao làm 54 được cho xe này? Bởi vì xe này là sử dụng EQ. Có EQ, bây giờ mình sẽ nói từ cái phần đơn giản nhất. Bắt đầu là 54 mình nhận cho xe này là 4,5 triệu là gồm gì? Đầu lòng nồi. Thì bây giờ phần nồi á, thì mình sẽ sử dụng là bố nồi zin, chuông zin. Đó, khi mà làm 54 thì chọn gói trong đây luôn bố nồi zin, chuông zin. Đó, bố này bố zin, chuông zin. Rồi. Tiếp thứ hai là mình sẽ sử dụng là bố nồi. Bố nồi này mình sử dụng bố nồi là tôn. Và cái bộ lò xo nồi á, thì mình sẽ sử dụng là bộ lò xo nồi racing, bấm là bay. Để mà nó tăng cái độ bóp cho một cái xe độ. Thì cái này kêu là xe độ thì thực sự cũng không đúng, bởi vì tay chỉ làm theo trường phái là nhẹ nhàng đi lại. Và nồi thì nó gồm là ba kèn nè, đá ba kèn nè, chuông nè, lá bố này là lá bố cũ trên xe mình thay, mình sắp sẵn, mình sẽ xếp lên đây. Rồi bắt đầu tới lòng thì mình sử dụng là bê tông độ, bê tông lò. Đó, lò gì thì là không biết. Rồi, và đây là lòng này, lòng 54 FI. Thì lòng 54 FI là nó khác với lòng xăng cơ là gì, là nó cảm biến ấy đi ra ngoài giùm anh em. Rồi, cái này nó có cảm biến, nó có cái cảm biến ở đây kêu là FI. Đó, có cảm biến và 54. Đó, bích tông này thì đi theo bài lò, và đầu cũng vậy. Lò này thì lò này lò không có bự, cho nên là không có dấu bài. Đây là một cái đầu 54 mình làm sẵn để mình đổ cho khách. Và đây là cái đầu 54 zin trên xe. Thì cái đầu này mình sử dụng là số bắp CNC toa A. Đó. Và đầu này mình gia công sẵn để anh em tới thì mình đổi, và mình không để anh em chờ đợi lâu. Có thể là sáng làm chiều lấy được nếu mà có tới hẹn trước và sắp xếp trước. Còn ở đây, ở tiệm tay thì không có đặt lịch đặt gì hết á. Cứ tới sớm 8 giờ sáng tới là chiều về, khỏi cần đặt lịch đặt gì. Và cái đầu bò FI này thì nó phân biệt với đầu bò xăng cơ là nó có hai cái lỗ, còn đầu bò xăng cơ thì nó không có. Đó, cho nên là đầu bò FI là riêng, đầu bò xăng cơ là riêng. Đầu lòng nồi thì vậy thôi. Còn cam á, là mình sẽ sử dụng là cam lò. Đó, cam này mình sử dụng cam lò bự, nhỏ, lớn, bé gì cái đó là chuyện của tay. Lò nào là lò đó quyết định. Lò xe đầu cũng vậy, lò xe đầu mình sử dụng là xe đầu Max Power Racing luôn. Chất lượng rất là cao, thép này là thép Nhật. Nó không có bị lúng, nó không bị gãy. Và những cái phần đồ thì mình sử dụng vậy. Và tại sao mà cái xe này mình làm được 54 là mình sử dụng cục EQ, áp bi, sử dụng được mọi dòng xe. Đó, thì cục này thì là trong cái phân khúc là bình dân, rẻ tiền, thì mình sử dụng được cục EQ này. Thì cục EQ này là 2,8 triệu. Nó sẽ tùy vô thời điểm cái giá nó dao động. Thì mình nhận cái xe này là phần máy là 4,5 triệu, cục EQ là 2,8 triệu. Cabo mình thay cổ và mình móc luôn là 500 ngàn. Rồi mình hàng thêm cái cảm biến bô để lấy mình canh xăng nữa là thêm 300 nữa. Và tiền canh xăng mình sẽ canh miễn phí bằng bộ APR. Đó. Thì sơ qua thì nó chỉ vậy thôi. Và mình làm 54 cấu hình này là cấu hình đơn giản, chồng chị dễ chạy, chứ không phải là đua bơi đấu đá gì hết. Và tại sao xe này làm 54 nhấn mạnh lại là nhờ có cục EC. Thì mình chỉnh xăng lửa đâu được, mình thêm bớt nó được thì mình mới nhận làm 54. Và thiệt sự có thể là chưa thành công đâu, hay là gì mình cũng chưa biết, để xong xuôi hết mình coi thử kim phun rồi nó có đủ hay không.
thì bắt đầu mình mới tính tới cái chuyện đó, tại vì nó có cu mình xài bộ app rồi mình nữa, mình canh chỉnh thì mình coi thử nó như thế nào. Rồi về chào 500 anh em YouTube, giờ mình tiến hành đáp. Rồi chào 500 anh em YouTube, thì giờ là mình đã hoàn thiện xong cái xe quay RSX 110 làm full 54. Thật sự kêu full thì cũng không đúng đâu, giống như là tại vì còn mô bin rồi đấu đá này kia rồi này là dạng làm 54 chạy nhẹ thôi. Thì giờ cấu hình ở đây mình sử dụng á là mình đã giới thiệu ở đầu clip cho anh em coi, và đây là cái bô này là mình đã quýnh cái cổ nắp lên và mình có xử lý cho nó thông một chút, và đây là cảm biến. Cái cảm biến này á, thì khi là những anh em nào mà lên 54 hoặc lên là chọn bộ bên tay á, là tay sẽ quýnh cảm biến này để làm chi, để kết hợp với bộ APR này. Đây, cái bộ này kêu là bộ APR, em trai qua em đây, bộ này là bộ APR đo xăng. Thì mình kết hợp bộ AFR này là của Adacer, kết hợp với cục ESO Wabi, hai hãng khác nhau nhưng vẫn sử dụng được hoàn thiện bình thường. Đây, ví dụ khi là bật nút công tắc lên, mình sẽ giới thiệu cho anh em coi là đây là quay 54, bấm đề nè, bấm đề một cái là nổ. Rồi tay sẽ cho anh em nghe phần máy ở đây thì nổ á. Phần máy ở đây nổ rất là êm. Đó, anh em có thể nghe được tiếng máy. Rồi, bây giờ là mình sẽ nhấc nhẹ góng ra nè. Anh em có thể thấy là nó không có bầm, không có đờn, không có chờ, không có đợi gì hết. Và ống xăng này mình đi là ống xăng Vin luôn, mình cũng chưa móc ống xăng. Thì cấu hình này á, mình làm á là để cho những cái anh em nào mà để chạy nhẹ hàng ngày đi lại. Dạ chị qua chị. Bô này thì không có tiếng động gì hết. Đây. Giống như là bô Vin nó nổ làm sao thì cái này là nó nổ như vậy. Và giống như là em trai quay đây nè, cái đây là quy định xăng của quốc tế, ví dụ như là xăng là 12.3, 12.5, 12.0, nói chung là dao động từ 11.5 cho tới 13.5 á là xăng đẹp. Thì mình hay quýnh cái con số là 12.2 hoặc 12.5, cái con số đây tay thích nhất. Và cái mức xăng giống như là do cái đó là mỗi người canh, người ta thì kêu là theo cái form bài của người ta đó, thì là tay chọn là con số 12.2 là ổn định nhất và xăng cộ. Và cái cấu hình này á, thực sự nó rất là khó chịu về cả họng xăng, kim phun và ESO. Mình quyết định chọn cái phương thức á, là đơn giản nhất, dễ nhất để một cái xe nó chạy nhẹ thôi, không có đua bơi đấu đá gì hết. Và máy là phải êm để mà đi lại hàng ngày được. Thì cấu hình này á, tay làm á, nhiều sáng thì tính với anh em á, là phần máy đầu lòng nồi là 4,5 triệu, cảm biến là 300, cổ bô và móc thông nghe bô là 500, cục ESO là 2,8 triệu, và full cái cấu hình như vậy. Nếu mà thực hiện được là đối với tình trạng là xe các bạn là máy giống như dên bọng mặt đạn đồ là nó còn phải êm, động cơ hoạt động còn tốt. Ví dụ như cái xe quá xấu xuống cấp mà ví dụ dên bọng đồ nó xấu mà kêu tay làm 54 á, thì thực sự là tay sẽ không làm. Bởi vì cái xe mình á, mình phải mạnh từ trong trái tim mình mạnh ra thì mình mới làm nó đạt hiệu quả cao. Ví dụ như cái xe ở ngoài cũng là RSX 110, nhưng mà cái xe đó là dưới quê người ta làm rồi, qua lăng dên bọng đồ hư tất cả một thứ, kêu tay làm 54 thì tay sẽ không làm, tay làm lại máy Vin. Và xe đó là giống như rợt bự đầu luôn đó. Nó sẽ tùy theo cái trường hợp nữa nha các bạn. Thì giờ em trai có thể nào chỉ quẹt xanh vô rồi em trai tiến hành gỡ ra đồ giùm anh nha. Thì chào tạm biệt mọi người và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tay. Thì tay giới thiệu thêm rõ chi tiết về phần làm 54 cho xe quay đầu vuông. Nếu mà anh em có muốn làm máy hay cái gì đó, anh em cứ chụp cái xe hoặc là chụp phần đầu lòng nồi của mình gửi qua tay, rồi nói làm máy thì nên nói làm máy là cụ thể làm cái gì, làm nồi, làm đầm lòng nồi hay là làm cái dên. Chứ anh em dùng cái từ chung quá em sẽ không thể nào mà em báo giá cho anh em được. Rồi cảm ơn mọi người. Walked into the door, I turned around when I heard the sound of footsteps on the